Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ở trong cái trận đấu này có một cái thứ nó rất là đặc biệt. Không biết là anh em đã nhận ra chưa? Rồi, để xem nào, chơi cái gì cho nó hợp lý. Ok, bài ra 5 con không liên quan. Thật sự là như thế luôn. Khó nhỉ? Anh em nhận ra chưa? Anh em nhận ra chưa nào? Đùa, trận này lại coi như là lạc vào cái lỗ hổng thời gian anh em ạ. Đấy, thế là chúng ta lại được gặp cái phiên bản tuần cơm ở vũ trụ song song. Áp lực. Thật sự là rất là áp lực luôn. Quá áp lực luôn anh em ạ. Dã man. Thế là tôi lại phải giành giật cái vị trí tuần cơm hàng riu trong cái trận đấu này. Thua là thành fake ngay. Đấy, phải đánh. Ô, từ từ nha. Hai con ốc này. Assassin à? Thế thôi, bỏ cửa like đi. Ba con assassin này. Ok, ơ tự nhiên cái round này nó lại khá là rõ ràng rồi nhá. Ờ, được đấy. Hợp lý. Fortune Teller. Echo không? Fortune Teller chả nhẽ lại Echo nhỉ. Thôi từ từ đã. Để xem nào. Đồ này, đồ chán thế. Đồ này làm sao mà đánh được. Ui rồi ôi, đồ chán ơi là chán luôn. Ui rồi, lại ra human, biết các thứ. Xong rồi. Không được anh em ạ, cái đồ này thì tôi nghĩ là khả năng cao là chúng ta sẽ phải echo ạ. Chưa lấy được cái món đồ nào mà kiểu là đánh assassin ấy, phải lấy. Mấy cái món đồ này không dám lấy luôn. Biết đâu nó lại không phải là assassin đúng không anh em. Rồi thôi từ từ đánh từ tốn thôi. Chưa có gì phải vội cả. Nhưng mà nói chung là cái trận này nói chung là vô cùng áp lực đấy nhá. Vào, ui gặp ngay thằng mạnh luôn này. Giết được một con thôi, cũng được rồi. Thôi được rồi. Giết được một con đỡ một máu. 10 round giết được một con này chúng ta tiết kiệm được 10 máu rồi. Cố lên. Bài ra này nó hơi khó chịu một chút. Ốc lên được 2 thì chắc là... Ơ, à, từ từ nhá, Echo này. Echo này. Ok. Echo ra Echo nhưng mà tôi lại không có con Fortune Teller. Vừa nãy bỏ qua không mua. Trên này đồ nó lại không giống như là đồ đánh kiểu assassin ấy. Từ từ đã anh em ạ, chưa dám ghép đâu. Mấy cái món này bây giờ chưa ghép được. Chưa biết chơi gì luôn. Mình xem một cái hồi rất là phân vân, không biết là nên có lên chơi chuyển sang là chơi súng xin không, nhưng mà thôi từ từ. Đồ này làm sao mà chơi được, ít nhất phải có hai cái dao anh em ạ. Chưa có đấy mà bây giờ trông tuấn cơm phiên bản vũ trụ song song có vẻ như là đang chưa biết chơi gì, cũng thế luôn, không biết là có eco không. Có khi nào mà bây giờ tôi bỏ bài ra tôi echo xong rồi là tuần cơm ở phiên bản vũ trụ song song cũng bỏ bài ra. Dã man. Theo kiểu là mình nghĩ gì là họ nghĩ hết ấy, đấy cái kiểu đấy, hay là họ có những cái hành động giống như mình làm ấy. Đấy, kiểu mình chơi gì họ cũng chơi theo ấy, kiểu đấy. Dã man. Chơi một con game mà cứ như là soi gương ấy. Bài chán thật. Mà chưa có hai con Echo anh em ạ. Vẫn phải để ba assassin vào giữ máu đó. Rồi để xem nào. Xem là tuấn cơm chữ vàng chơi cái gì. Ui. Cái gì đấy. Cái gì đấy. Cái gì đấy. Ôi trời, chết 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 chết. Sao mà hai con ốc ở dưới đàn trời anh em ạ. Ui mẹ vai đái. Ủa anh quyết tâm vào anh giống hệt à? Đánh giống hệt luôn đấy hả? Dã man thật đấy. Tôi chưa chốt được là chơi assassin đâu. Nhìn cái lượng đồ này là đang hơi ngắn ngẩm với bộ assassin đấy. Ốc bây giờ phải lên 2 thì mới coi như là chuẩn là assassin nhá. Còn bây giờ ốc kiểu ốc lừa này vẫn chưa lên được 2 thì thôi. Ôi thôi chết rồi. Con này còn một tí máu, không đập chết đi. Chán thật. Đây này, bây giờ có một cái mối lo đấy nhá. Anh em nhìn thấy tuấn cơm phiên bản chữ vàng kìa. Cũng đang chuối chữ 3 kìa.
đang eco đấy. Bây giờ phải làm nào để giữ được cái chuỗi này, cắt chuỗi của đối thủ. Có một cái tình huống xảy ra làm cho đối thủ không ngờ tới đấy là chúng ta sẽ giả vờ chúng ta out. Chúng ta giả vờ chúng ta bị disconnect, bị out của con game và chúng ta sẽ bỏ bài ra. Theo anh em thì có hợp lý không? Chứ còn tôi thấy là bây giờ mà coi như là bản sao mà chơi kiểu giống hệt thì hơi sợ. Mình bỏ bài ra là họ phải bỏ bài ra mà, đúng không? Có khi nào như thế không? Rồi, lao này tôi sẽ bỏ bài nhá. Ba assassin này. Chuyện này bây giờ tôi đang phân vân không biết là chơi cái bộ có lên chơi cái bộ assassin fake không hay là chơi hàng real, nhưng mà đồ như này thì cũng còn chưa biết là có lên chơi assassin không cơ anh em ạ. Rồi, bỏ bài ra đã. Chưa biết là có lên chơi assassin hay không chứ đừng có nói là chơi assassin fake hay real. Khó phết đấy. Ui, gặp thằng Lê Tuấn, thằng mạnh nhất ạ. Ok. Cay nhở anh em nhở, anh em nhìn này. Ba cặp luôn. Ba cặp và nó không lên được hai sao, thế mới cay. Rồi. Bây giờ hy vọng là gặp Tuấn cơm fake ở cái round này đi. Đấy, để round sau chúng ta bỏ vào hai con eco giữ máu. Hy vọng sẽ gặp. Bây giờ cái lượng máu là tương đương nhau. Đồ này bây giờ vẫn có thể chơi assassin. Chúng ta chưa chốt vội anh em nhá. Quay xe vẫn là kịp. Quay xe vẫn kịp. Có thể xin hoặc là có thể nó sẽ là cái bộ khác. Trận đấu này có chúng ta chơi được khá nhiều bộ đấy. Trong cái dòng truyền thuyết này tôi có thể chơi rất nhiều lineup. Ui gặp rồi. Đấy, anh em thấy không, biết ngay cắt chuỗi mà. Gọi là giống hệt luôn, không khác tí nào luôn. Rồi bây giờ đến cái đao quái này thì bây giờ đép được không? Khó phết đấy. 5 con sợ không đép được. Đao này chắc phải up cấp lên rồi. 3 assassin phía dưới nhưng mà phải có hai con ốc. Đồ tôi chưa muốn chốt vội anh em ạ. Biết đâu nó lại là chúng ta lại chơi cái bộ khác, đúng không? Rồi. Bởi vì chúng ta không chốt đồ nên là chúng ta sẽ phải up cấp nếu mà không muốn lọt quái. Chính ra là mà không vướng bởi cái phiên bản song song mà phải bỏ bài ra ấy thì tôi đép dư sức cái bơm cái rau quái này, nếu mà vừa nãy tôi mua hai con sói. Nhưng mà tôi phải bỏ bài ra thế này. Rồi từ từ đã. Chưa biết chơi gì đâu, đồ này. Cho thêm cái con Dragon Claw này ra là có một chút tín hiệu nhá, có thể chơi rồng cũng được. Nhưng mà chơi gì thì cũng sẽ phải là nhận ra cái bộ mà chúng ta chơi sớm ấy. Chúng ta sẽ phải chốt sớm. Chỉ còn bây giờ là thọt tiền là thọt cả máu luôn đấy nha. Ui ui đá ma pháp ạ. Vãi đái luôn. Ê từ 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 từ. Được. Ra con gấu này. Rồi bỏ cái cổ đã anh em nhá. Được, 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 được. 3 assassin. Đấy, 3 assassin kẹp với hai con eco. Ok chưa? Giữ thêm một chút máu. Con gấu này phải mua. Chuyện này assassin lừa đấy nhở. Lừa thật đấy. Thôi tôi vẫn giữ con rồng rồi nhá. Từ từ đã, chưa được. Ui, round này gặp cái con sói kìa. Chết rồi. Ừ máy sói chưa kịp đẻ. Được, được, được.
Lại ra cái con bọ hung thế này thì khả năng là chơi assassin không? Hay là Insectoid? Insectoid chọn này đó, nói chung là cũng có đồ đấy, nhưng mà một món là chưa đủ. Chúng ta mới có cái găng tay Kira thôi anh em. Găng tay Kira, nhưng mà còn phải cần là cái găng tay Kira đồ cam cơ, chứ còn nó vẫn đang thiếu đồ. Thôi bỏ con rồng đi. Ok, chắc là chúng ta sẽ một là về Insect, hai là chơi Assassin. Đến cái cắn máu cũng đen, hai màu. Cắn máu đến cái mức độ mà nó chỉ hơn được cái một máu có một máu thôi. Dã mà. Tại sao nó không phải là 3, 4 máu, 5 máu? Một cái con số nó ngon nghẻ, nó cân bằng hơn. Một cái con số mà nó đẹp đẽ hơn thì có được không? Cắn phát lên hai màu ạ. Nhưng mà thôi, cũng là một cái niềm an ủi là nó không phải một máu là may rồi. Dã man, bánh. Nói chung là mỗi round mất một đống máu luôn ấy. Sợ thật sự. Có cách nào mà hãm được không? 5 máu, tuyệt vời. Đấy, cũng phải có những cái cú cắn máu như thế chứ. Rồi, bây giờ chúng ta có lên bỏ cái con gấu này vào không? Bây giờ có 2 bit rồi, bỏ con gấu và cái con unicorn và con ốc vào. Không có ngon hơn là 3 assassin không nhỉ? Tôi nghĩ là không ngon hơn đâu. Gặp mấy cái con đẻ sợ nó đẻ còn nhiều hơn đấy. Thôi cứ để cái này đi. Thôi chết rồi. Gặp thằng này rồi, hết cơ hội rồi. Hết cơ hội cắt chuỗi rồi. Ui giời ơi, mà nó đẩy nó 9 máu ạ. Ui, ra hai con ngựa đấy anh em này. Thế mới đều đấy. Đầu game ấy có mấy cái con ngựa tôi bỏ qua hết, tôi có mua đâu, cả con Drone Clay tôi cũng vừa bán. Nó ra phát hai con ngựa luôn. Nhưng mà thôi anh em ạ, bỏ đi. Không lên. Không đánh ngựa đâu. Ra ngựa cũng phải hết sức cẩn thận. Cái thằng Lê Tuấn vừa nãy tôi thấy là có vẻ như có cảm giác là thằng đấy nó sẽ chuyển sang Witcher. Tôi không muốn đánh ngựa. Chơi Witcher tí nữa, nếu mà chúng ta chuyển sang ngựa không cắt chuỗi nổi cái thằng Lê Tuấn đâu anh em ạ. Chơi Assassin còn có cửa. Tôi nói thật, chơi Assassin còn có cửa. Ngựa kể cả bây giờ lên được cái con ngựa 2 sao ấy, thì nó cũng muộn rồi anh em ạ. 14 round trôi qua rồi. Chúng ta không thể mà có thể là... Ui ôi, từ từ nhá, sao mà đẩy nhiều thế. 9 máu. Chúng ta sẽ không kịp để có thể tích đam cho con ngựa được anh em ạ. Và chúng ta cũng không thể lên 11 để có thể chiến được với cái bộ Witcher đâu. Khó lắm. Bình thường thì cái bộ Clay ấy nó sẽ đánh được cái bộ Witcher khi mà chúng ta lên được 11. 6 Glacier, 6 Clay. Đấy, còn nếu mà chúng ta không lên được 11 thì chắc chắn nó sấp mặt ạ. Ok. Rồi, cắn máu luôn này. Úi được. Đùa, kêu ca một tí thôi, thế là mày nó cho hai lần cắn nó 5 máu. Quá ok luôn. Xem nào. Assassin có phải không? Bây giờ cần cái lượng đồ ở đâu này, nó cần phải có thêm một cái nhẫn máu. Thêm một cái nhẫn máu nữa nha, xin một cái nhẫn máu nữa. Một cái viên ngọc máu chứ không phải là nhẫn máu, không phải là nhẫn máu mà là tinh thể máu nha. Rồi, quái thì đương nhiên là đép được rồi. Ok. Được. Được. Trời ơi, đồng thời thì nó cho tôi thêm một cái con ốc 2 sao. Thế là có thể là chúng ta đã chốt được cái bộ Assassin rồi đấy. Bây giờ chỉ có Assassin hoặc là Insectoid thôi. Ok. Rồi. Assassin hay Insectoid thì phụ thuộc vào cái việc là đối thủ chơi gì đó. Rồi, tôi chốt đồ nha. Không eco nữa. Không thèm eco nữa luôn. Có đồ rồi. Chốt được đồ mạnh dạn. Từ từ cái này. Không. Đây món này. Đây. Cái slot này là. Cái slot kia để dành để có thể là ghép. Một là cái gì?
là cái dây chuyền kháng, hai là cái bling nha anh em nhá. Cái đó, cái món đấy chúng ta để lại được. Rồi, rồi. Lên dần lên 8. Ơ kìa, mấy cái con còn một tí máu. Tôi chết tôi rồi. Máu tụt xuống dưới 50 máu rồi anh em ạ. À đây, 6 assassin này. Ok. 6 assassin. Có lên là lên 8 không? Lên 8 không? Từ từ, lên 8 hay không thì từ từ nhá. Từ từ tính nhá mà. Rồi, không. Tôi định lên 8 nhưng mà thôi tôi nghĩ lại rồi, tôi lại để ở 7. Lên 8 thì chúng ta có thêm một con tăng cơ ở phía trên và có bộ beat đấy. Nhưng mà tôi nghĩ lại việc có lên 8 bây giờ nó cũng không có nhiều tác dụng lắm. Nên là chúng ta lại ở 7 đó. Rồi, những cái món đồ này thì tôi quyết tâm nó chưa lấy nha anh em nhá. Chúng ta cần phải có những cái món đồ mà nó đánh ở late game. Bây giờ chưa có đâu. Dây chuyền kháng với Berlin là hai cái món mà tôi đang hướng tới. Cả hai món đều rất cần và tôi đang giữ lại hai cái slot đấy. Chúng ta có thể có một cái dây chuyền kháng hoặc một cái bờ linh, chỉ cần một trong hai thôi, không cần phải là có cả hai cái. Ok, nhưng mà sẽ ưu tiên cái bờ linh hơn nhá anh em nhá. Cái bờ linh nó vẫn sẽ là một cái mà tôi sẽ ưu tiên hơn. Còn cái dây chuyền kháng nếu không có thì tôi sẽ có một cái slot khác dành cho cái BKB rồi. Để đánh với cái nhà Witcher ở phía trên ấy. Trận này có mết và có Witcher nên là chúng ta buộc phải có một trong hai món. Đấy. Anh em thấy không? Witcher này, hai nhà chơi Witcher nhá. Trận này sẽ có hai nhà chơi Witcher. Anh ở đâu bạn ơi? Giết thêm con nữa được không? Ui rồi ôi, sao mà mấy cái con kia nó còn một tí máu không đấm chết nó đi. Cay nhờ. Thôi, không làm gì cả anh em ạ, tích tiền. Không ổn lắm nhỉ. Lại cái chuỗi trừ 6 ở đây này. Vãi đái thật. Cứ tưởng 6 assassin là ngon nhưng mà đã ngon đâu. Chưa ngon tí nào. Cái con ốc ở lên muộn quá, bây giờ yếu rồi. Bây giờ hai đô mà có 2 sao thì cũng không làm gì được hết. Chúng ta bị qua cái khoảng thời gian mạnh của 6 assassin rồi anh em ạ. Nó tham minh là bây giờ nếu mà chơi assassin là phải lên 9 cơ. Lên 9 mới chơi được. Đánh bây giờ đánh ở 7 không chơi được. Lên 9 nhưng mà phải ra là con cáo nhá, ra cáo kẹp được 2 bit vào thì may ra. Ok thôi được rồi thì cũng đỡ được cái thằng này thì cũng tốt. 44 máu. Ok lên 8. Tạm thời như này đã. Đó, chúng ta sẽ lên dần lên 9 thôi anh em ạ. Tôi đánh ở 9. Tôi không đánh ở 8 đâu. Trận này, round này có lọt thì kệ nó tích được tiền. Cái round 20 thì tôi sẽ lên 9. 21 đến 9. 21 lên 9 thôi, chúng ta roll nha anh em nhá. Chúng ta roll full 2 sao đã. Full 2 sao, gấu lên được 2 sao. Ui, gặp một phiên bản song song ở round cuối cùng à. À, cũng assassin luôn, cũng ốc 2 luôn, giống hết luôn, vãi đài. Đùa à? Sống hết luôn anh em ạ. Có cần thiết là phải đánh giống hết như thế không? Đùa à? Dã man. Chơi nó còn giống hệt luôn, mới gọi là sợ dữ lệ. Không trượt phát nào. Từ cái việc là eco đầu game xong phá chuỗi eco, đó là bỏ vào chơi assassin. Ai hên hơn thì người đấy thắng à? Hay như nào đây? Đúng không? Có phải không? Có phải ai hên hơn người đấy thắng không? Trận này nói chung là cũng có Witcher nên là chơi assassin thì nó cũng chuẩn. Chơi assassin đánh được Witcher anh em ạ. Nhưng mà còn có nhà chơi mết nhá. Nhà chơi mết á. Có nhà chơi mết. Có nhà chơi mấy cái thằng Hunter thì không sợ. Nhưng mà mấy cái thằng mết thì chúng ta còn phải có slot kẹp cá. Có cả God Warlock thì phải.
Không biết có phải là God Warlock không hay là Goblin kẹp Warlock, cái đấy thì cũng chưa biết. Rồi, có cái Blink này. Đây rồi. Ok, lên 9 anh em nhá. Tôi sẽ lấy cái Blink thôi. Ở đây có cái Blink. Vẫn còn một slot cho BKB. Đấy, hoặc là cái nếu mà ra một cái nhẫn máu thì chúng ta có thể ghép cái kháng cũng được, cũng ngon. À, round này không ấn kịp lên 9 rồi anh em ạ, để round sau nhé. Tôi nghĩ là vẫn không mất nhiều màu lắm đâu. Round này chắc là cũng vẫn có thể trụ được. 6 assassin kẹp với cả beat gấu lên được 2 sao, tăng cơ phía trên. Đấy, đánh được rồi. Trông có vẻ ổn rồi đấy. Rồi, lên 9 thôi. Rồi, xả hết tiền anh em nhá. Tôi lên 9 tôi xả hết tiền luôn. Đúng rồi. Doom thôi, không cần. Doom từ từ đã. Bây giờ cái điều quan trọng nhất là cái con cáo của tôi lên được 2 sao. Chứ còn không phải con... À đây, Squire được nhá. Cho vào đây. Chơi tạm con này đi. Squire để counter vào mấy cái thằng chơi Clyde. Rồi. Thôi gặp thằng này thì chịu rồi anh em ạ. Ê, mạnh đến như thế là cùng. Đánh ở level 9 rồi. Đánh ở level 9 nó 4 Glacier. Kẹp với cả 2 Warlock. Kẹp với cả Witcher thì thôi chịu. Không đánh được, không đánh được. Mặc dù là có Blink ở đấy nhưng mà cũng có tung một trưởng nào. Sắp toi rồi này anh em này. Vãi đái. Tôi sắp toi ở nơi rồi. Cây nhờ, 33 màu ạ. Sợ thật đấy. Từ từ đã, bình tĩnh. Qua thằng Lê Tuấn rồi đã đánh từ từ rồi. Bây giờ ấy, chúng ta không sợ mấy cái thằng kia đâu. Thằng MVSA thì bây giờ nói chung là cũng chưa sợ lắm. Bởi vì nó mới đánh ở level 8 thôi. 4 Glacier mà chưa kẹp được cái con Shadow vào cũng chưa sợ. Phải đánh ở level 9 cơ. Chúng ta vẫn có thể có cửa đánh được. Đấy rồi, úi dồi ôi, lại gặp Tuấn Cơm này. Nhưng mà đây là phiên bản song song. Nhưng mà bạn ơi, bạn sai lầm rồi. Ui, đẩy 24 máu luôn, 17 máu. Còn 24 máu. Rồi, sau round 26 chúng ta roll tiếp nha anh em nhé. Bây giờ thì cứ bình tĩnh, chưa. Chúng ta gặp hết những cái thằng mạnh rồi anh em ạ. Những cái thằng mà còn lại tôi cân được, không sợ. Cái quan trọng là chúng ta tham minh chuẩn ấy. Chúng ta biết lúc nào mà chúng ta nên dừng lại. Cái người mà đẩy được chúng ta thì đã qua rồi. Lê Tuấn là ăn được là qua rồi. Còn những cái thằng còn lại ấy thì tôi nghĩ là cái thằng 6 Goblin là cái thằng mà có khả năng là đấm tôi nhiều máu thôi. Còn những thằng mết miết các thứ thì không sợ lắm. Gặp thằng 6 Goblin thì có vẻ hơi sợ. Rồi, Lâm Chính này vô tư, mết này không sợ. Ok. Đấy, anh em thấy à? Thậm chí còn đẩy đối thủ 23 máu. Vấn đề là tham minh chuẩn. Xem là cái sức mạnh đội hình của chúng ta là bây giờ là khả năng nó đến đâu. Đánh được những cái nhà nào. Đấy, nếu mà qua những cái nhà mà đánh được chúng ta rồi, chúng ta không cần phải xả tiền nữa. Medusa thì họ đánh với nhà mết. Thực ra con Medusa này bây giờ cũng không cần phải mua đâu. Mua sớm làm gì cả. Chúng ta vừa qua gặp cái nhà mết rồi. Chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Và còn rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhà mết anh em ạ. Nên là chắc là tôi cũng không cần con Medusa này. Về căn bản là con Medu này chúng ta lên 10 chúng ta cần cho vào. Đánh ở level 10. Nhưng mà tôi sẽ không lên 10 đâu. Tôi chắc chắn là tôi sẽ không lên 10. Đấy, round sau là chúng ta sẽ xả hết tiền. Đánh ở level 9 nha anh em nhá. Không lên 10, lên 10 chết ngay. Lên 10 chết ngay, lên 10 chết ngay. Chắc chắn lên 10 chết ngay, lên 10 hết tiền. Không có tiền lên được cáo 2 là chết. Đánh trận này nếu mà đánh ở level 9 ấy là hết slot rồi. Anh em ạ, hết slot rồi.
Rồi, găng Takira này. Bây giờ buộc là phải roll ra được cái con Velomancer. Rồi. Đây rồi. Cọc luôn này. Velom chắc chắn là phải có. Bây giờ đưa gấu lên 2 sao đã để có slot đã anh em ạ. Ok. Một con Wizard ở đây. Đây rồi. Gấu lên được 3 sao chứ. 3 sao. Rồi đấy, đùa. Thôi nhá. Bán đi đâu. Đấy. Bây giờ là coi như là chuẩn. Lên 10 kẹp thêm cọc nữa là xong. Hết. Mà bây giờ cáo vẫn có một con anh em ạ. Cày nhỉ. Ui Lê Tuấn ơi, bạn mạnh như thế, bạn cần gì bạn phải soi tôi. Trời ạ. Đùa chứ mà, là gặp rồi mà, có cần phải như thế không? Soi làm gì nhở? Ảo thật. Kiểu như mình lúc nào cũng là kiểu mối họa ấy. Người ta vào trong game người ta mới nhìn thấy tôi là người ta rất là chăm sóc rất đặc biệt. Thật. Mặc dù mình trông rất là coi như là vô tri luôn. Nhìn cái đội hình một cái là biết ngay là không có làm hại được ai cả. Đấy. Thế mà rồi cuối cùng là vẫn bị chăm sóc một cách rất là đặc biệt. Không hiểu kiểu gì. Anh em thấy cái thằng Witcher không? Cái thằng này này nó không lên được 9 thì nó vẫn thua thôi. Nó phải lên được 9 cơ. Ok. Cáo 1 sao mà vẫn cứ là gánh luôn anh em ạ. Rồi, đã có người ra đi. Đã có người ra đi. Ở round 26 mới có người ra đi đầu tiên đấy anh em. Và anh em hãy nhìn tôi đi. Tôi lên được top 2 rồi kìa. Căng thật sự anh em ạ. Bài mình vẫn dãy được với giỏi chứ. Dã man. Con cáo 1 là dãy giỏi thật đấy. Bây giờ Lê Tuấn là phần còn lại của thế giới à. Level 10 50 tiền thì sợ rồi. Level 10 50 tiền thì quá sợ luôn. Bây giờ con cáo phải lên được 2 sao thì may ra mới cắt được chuỗi kia. Nhưng mà là còn phải xếp bài phải khéo nữa cơ thì mới ăn được, mới cắt được chuỗi. Mà khó ấy. Khó ấy. Bây giờ còn phải lên 10 nữa cơ. Thằng này nó là Goblin anh em ạ. Goblin nữa ăn được không? Goblin cứng lắm đó nha. Goblin nhưng mà đây là Goblin 6 Warlock. Ui, vớ vẩn thua này. Ui sao nhiều nhà ra đi thế. Đã vừa rồi nhiều nhà ra đi thế. Không không không. Ăn được ăn được ăn được. Có BKB. Ok tôi sẽ ghép luôn. Có BKB ghép luôn anh em ạ. Căng thẳng thật sự. Rồi lên 10 luôn. Lên 10 anh em nhá. Lên 10 lên 10 lên 10 lên 10. Ở đây có BKB ghép luôn này. Sắp chết rồi. Lên 10 kẹp một cọc vào. Cái pha này là cái pha quyết định đấy. Nó sẽ là pha phải nó quyết đoán luôn. Lên 10 chứ không roll cáo 2 để cắt chuối của Lê Tuấn. Nó buộc chúng ta phải lên 10 anh em ạ. Ok. Chưa gặp Lê Tuấn. Gặp bóng anh em ạ. Bóng của tôi gặp Lê Tuấn. Ok bạn ơi. Thằng MVSA đi rồi. Thằng này đi rồi. Thằng này Witcher mà đi rồi. Witcher với chúng tôi. Một thằng Witcher ra đi. Ok tôi có chuỗi luôn. Và cắt chuỗi luôn của Lê Tuấn. Lên 10 phát. Vừa hết tiền đã có 41 tiền rồi. Quá tuyệt vời luôn. Đùa. Thật. Chỉ có những cái pha xử lý thế để mới lên được top 1 thôi anh em ạ. Thôi rồi hết tiền để kiếm cáo thôi. Một con cáo nữa. Bộ không. Cáo ơi, cáo ơi, cáo ra đi cáo ơi. Ui rồi ui, được rồi. Đó, nó chỉ có một cái pha như thế thôi mà nó thay đổi bước ngoặt luôn đấy anh em ạ. Bước ngoặt trong game luôn. Cái sự khác biệt giữa Tuấn Cơm ở vũ trụ này và Tuấn Cơm ở vũ trụ song song. Cùng là một line up đấy anh em, cùng là một line up đấy. Trời ơi. Từ một cái con cáo 1 sao trông rất là rẻ rách, rất là vô tri vô hại luôn. Từ một người vô hại trở thành một sát thủ máu lạnh. Đó chỉ trong một round thôi anh em ạ.
Tầm này bây giờ đến nhà nào, nhà đấy xác định là lên bảng rồi. Ok. Bây giờ nói chung là đánh ở level 10. 6 assassin kẹp cọc thì tuấn cơm ở vũ trụ song song chắc chắn là gặp là bay màu. Đánh ở level 9 thì rõ ràng là không đủ xe legi đâu. Ok. Ông này đi trước rồi. Ông này đi rồi, ông này đi rồi. Goblin. Goblin yếu lắm. Không có bom mà chơi Goblin. Goblin phải có bom mới chơi. Rồi xong rồi, có chuối cộng 6 luôn này anh em này. Thấy không? Bây giờ thì thôi. Cứ thế thôi. Bây giờ xếp bài thôi anh em. Xếp bài thì bây giờ hai đối thủ này thì xếp y hệt như này là được rồi. Assassin với cả Witcher thì đều xếp một kiểu thôi. Xếp như này counter cả hai luôn. Đó. Thực ra quả vừa rồi là tôi cắt chuối được của Lê Tuấn cũng là nhờ xếp bài đấy anh em ạ. Không phải tự nhiên mà lúc đấy tôi dâng bài lên đâu. Đó cũng là xếp bài chủ định để cắt chuối ở Lê Tuấn rồi. Cái round đấy là gặp bóng của tôi thôi, chứ nếu mà gặp tôi ở cái phiên bản chính ấy, thì chắc là anh em sẽ nhìn nó sẽ rõ ràng hơn ở cái round đấy. À, thôi là rồi. Rồi, có cấm đánh luôn này. Chém lan. Ok, ở đây chúng ta còn có một cái búa xét nữa nhé. Cái búa xét này tôi cũng chưa muốn ghép. Thì nữa tôi sẽ có cái nhẫn máu, tôi sẽ ghép cái nhẫn máu vào. Ghép với gậy gai. Ok chưa? Rồi, cái tầm này nói chung là yên tâm lắm rồi đấy anh em ạ. Sức mạnh của đội hình nó gọi là ổn rồi. Ở trong cái giai đoạn này, đánh về siêu lết. Bộ này là cái bộ tier S nên là siêu lết, đánh vô tư. Không sợ ở những cái nhà Witcher nào đâu. Witcher lên được Fallen 3 sao thì sợ đâu. Rồi. Thôi nói chung là cái phiên bản này tiện phiên bản Tuấn Cơm ở cái phiên bản vũ trụ khác đi rồi. Rao này chắc chắn là đi rồi. 9 máu. À ơ, chưa chắc. Úi giời, đi luôn à? Và để lại cho tôi cái nhẫn máu. Trời ơi, quá tuyệt vời. Tôi đợi từ nãy giờ anh em ạ. Rồi. Chỉ cần có thế thôi. Lê Tuấn mới có 50 tiền. Fallen Witcher này bây giờ là có thể nó sẽ lên được 3 sao đấy. 50 tiền khả năng là sẽ có đủ tiền để roll cái con Fallen lên 3 sao. Cũng may ấy, là cái giai đoạn đầu game anh em biết là tại sao mà bây giờ mình mới ngon nghẻ này không. Cái giai đoạn đầu ấy, mấy cái con ngựa nó lừa tôi ấy, may mà tôi không đi theo nhá. Chứ còn nếu mà ví dụ như ra cái con Dragon Clay xong ra cái con ngựa, một cặp ngựa ấy, xong lại Akali liếc vào đi ngựa là có khi là bay màu lâu rồi. May mà chơi xin đấy anh em. Đến bây giờ solo với cả Lê Tuấn lead game này. Ok chưa? Ok chưa? Đấy. Hay. 75 máu. Được. Từ từ nha, cái con này có cần không? Nếu mà bây giờ cho Tetsulami vào tôi sợ vẫn không có đồ mana. Con Tetsu này không tung nổi trưởng. Chơi với Witcher này Tetsu có vẻ hơi phế. Hà cứ cho một cái con gấu vào còn hơn. Con gấu chắc chắn là nó gọi được ra đệ gấu. Thêm được một con nữa. Ui rồi ui, vô lần lên được 3 rồi kìa. Càng đấy. Càng đấy nhà. Thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ roll cái con cáo này lên 3. Tôi bán cái con Tetsu ấy. Anh em ạ, Tetsu không chơi. Rồi. Hai con cáo nữa. Hai cáo nữa thôi. Ok, Fallen vẫn cứ đấm cọc thôi. Fallen, ui mà lần này nó khỏe quá anh em ơi, nó lên 3 sao rồi. Ây à. Ây à. Ui rồi ui. Ui rồi ui.
Ui rồi ui, ui rồi ui, ui rồi ui, ôi giời. Vẫn cứ là đấm được nhưng mà có vẻ như là nó đang khỏe lên đấy. Căng nha. Đồ nó khá là tín đấy nha. Công việc bây giờ làm nào để con cáo này nó không bị bắt thôi anh em ạ. Chúng ta sẽ đổi như cái con quá áo ở round cuối để không bao giờ bị bắt. Đấy. Còn cái việc còn lại thì nói chung là sẽ phụ thuộc vào những cái củ crit. Crit ngon, cáo chọt vị trí mà đông người thì chúng ta sẽ chiến thắng. Sợ phết đấy, sợ phết đấy anh em ạ. Nói chung là bây giờ full lần 3 rồi nên là cũng không có được khinh địch đâu. Full lần 3 sao. Chọc quả vừa rồi hơi ngu ấy nhá. Chọc không đúng vào vị trí mấy con full lần anh em ạ. Thôi xong rồi. Ui rồi ôi, lọt hai con cơ à. Mà đồ thằng này thế giới quá. Đồ thằng này nó có cái combo Blink với cả Kira. Cái combo đấy cực mạnh luôn. Combo Blink cuối Kira. Tôi cũng phải sắm cái Blink cuối mới được. Blink cuối Kira nó là một cái combo rất mạnh. Những cái bộ mà nó thừa đam ấy thì nó cần phải có tăng cơ, nó cần phải có một chút tăng. Đồ này tôi một là cái BKB cuối, hai là cái Blink cuối thôi. Đấy, phải thêm một chút tăng cơ nữa anh em ạ, phải thêm tăng. Đam nó là thừa rồi, bây giờ đam nó không thiếu đâu. Một chọt là gần như là các cái con vớ vẩn nó bay màu rồi. Có con tướng chính thì bây giờ có thể là MKB. MKB hoặc là chúng ta có nhây ở trong combat thì có cái Blink cuối cũng ngon. Blink cuối sẽ giúp cho cái con cáo này nó chắc chắn là nó chọt được. Thay cái việc là nó bị hút mana. Sau đó là lại đứng nó lại coi như là nó đứng một chỗ một lúc. Blink cuối thôi anh em ạ. Giữa cái BKB cuối và cái Blink cuối tôi vẫn chọn Blink cuối. Nó có một combo rất mạnh nữa, chính là cái combo Blink cuối và kết hợp với cả Kira ấy. Cái cú nhảy lần thứ hai của nó, cái lượng máu sẽ gia tăng đáng kể luôn. Ok. Đó, cái round này thì chắc là tôi chưa roll bộ. Từ từ đã. Bây giờ xếp bài ăn tiền anh em nhá. Xếp bài ăn tiền. Nhét được thêm con ngũ không 2 sao à. Sợ nhỉ. Sợ nhỉ. Ơ kìa, thôi chết rồi. Con cáo của tôi kìa. Chậm một nhịp rồi. Ôi giời ơi, cáo ơi là cáo. Xong rồi. Hỏng rồi, con cáo vừa rồi nó không chọt được anh em ạ. Rồi, kiếm con cáo đó. Kiếm con cáo 3 sao. Anh em nhá, bỏ cáo ra zone. Tầm này chắc là tôi bỏ cáo ra luôn. Thêm con nữa đi. Cáo ơi, luôn không ra con nào ạ. Ừ, đây rồi. Một con nữa, một con nữa, một con nữa, một con nữa, một con nữa. Chỉ một con nữa thôi. Rồi rồi, lần này chọt là đẹp đấy. Lần này chọt đẹp rồi. Được, 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 được. Được anh em ơi, được anh em ơi. Đấy, bảo rồi, chọt đẹp là ăn mà. Ui. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cáo 3 đánh với cả full lần 3. Ờ, bây giờ thì nó mới hợp lý chứ. Vừa lấy rõ ràng là không cân. Không cân kèo. Tướng 3 sao ấy, đánh với cả co tướng 2 sao thì làm sao cân được. Bây giờ thì cân rồi đấy. Bây giờ thì cân rồi. Lê Tuấn bây giờ đánh cái kiểu gì. Cáo 3 rồi bạn ơi. Đưa thêm một cái con Tabu Witcher lên 3 sao à. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề bạn ơi. Không thành vấn đề. Con cáo này của tôi bây giờ nó chọt được. Xong chưa? Xong chưa? Ui, cáo đam to lắm. Trời ơi, anh em có nhìn thấy quả vừa rồi không?
Anh em nhìn thấy quả vừa rồi không? Cái con Fallen Witcher 3 sao full ác máu luôn. Nó chọt một phát chết anh em ạ. Chỉ cần coi như là ăn đủ một cái combo của cái con cáo thôi là cái con Fallen bay màu. Nó đã phải cho 4 Warlock vào rồi. Phải vứt cái con ngộ không 2 sao ra là anh em biết là thế nào đấy. Lê Tuấn vừa lấy cái lúc mà tôi đang yếu thì soi tôi rất là nhiệt luôn. Đấy, bây giờ thì cho soi thoải mái này, soi đi. Soi làm được cái gì đâu. Soi cũng chả làm được cái gì cả. À, cái gì đấy, cái gì đấy. Lên được thêm cái con Shadow, lên được 3 sao à. Cũng ghê bạn ơi, thôi xong rồi. Chỉ đến như thế là cùng chứ gì. Chỉ đến như thế là cùng chứ gì. Rồi sao? Rồi ơi, con cáo của tôi đầy máu luôn anh em ạ, không mất được giọt nào luôn. Anh em thấy cái Berlin với cái Kira ấy. Đấy, nó làm lên được combo rất mạnh luôn. Cái lượng máu nó cực kỳ kinh khủng. Ôi ơi, cuối cùng thì cũng giải tỏa cái áp lực anh em ạ. Áp lực quá đi với tôi. Ôi, cuối cùng thì cũng chứng minh được là mình là ở cái phiên bản vũ trụ này chứ không phải vũ trụ khác. Rất là coi như là ok trong trận đấu, và nói chung là cái đầu game nó cũng không suôn sẻ lắm. May có cái quả bước ngoặt để quả cắt chuối ấy, có tiền luôn được con cáo 2 đấy anh em ạ. Dã man. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn hai siêu phẩm ở màn hình kết thúc anh em nhá. Hay lắm, tin tôi. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.